Chào bạn, hôm nay mình đi khai trương quán cà phê mới tên là La Bàn Coffee. Viết không dấu có thể là La Bàn, rất là hay. Một không gian rất là mới và rất là đẹp. Thì chủ quán cực kỳ là trẻ tuổi và đẹp trai nhá. Rồi, chúng ta hãy đi tham quan vào phòng xem. Order đây em. Cho anh cốc gì đắt nhất? Anh muốn dùng trà hay là cà phê? Cà phê bây giờ uống thì mất ngủ quá nhỉ. À, nhà em có máy pha cà phê xịn đúng không? Vâng. Cho anh một cốc gì ngon nhất đi của cửa hàng. Nếu mà đặc trưng tạm thời của hàng thì nhà em đang có tiramisu cà phê. Ok, cho anh cốc cà phê đi. Kết hợp với cả một chút rượu nhỏ. Rượu à? Ok, cho anh cái món này đi. Chủ quán đây, rồi rất đẹp trai nhá. Ôi, mày khai trương rất là nhiều hoa. Hiện tại quán thì sẽ có 2 tầng. Đây là không gian ở tầng 1. Đấy, hiện tại thì hôm nay khai trương có rất nhiều hoa đang để. Đội ngũ nhân viên rất là đông đảo nhá. Và bây giờ mình sẽ thử đi lên tầng 2. Nói là lâu rồi mới có một quán một không gian đẹp như thế này. Wow, đây là không gian tầng 2 này. Mở màn không gian tầng 2. Mình sẽ đi các góc. Không gian rất là đẹp. Okay. Chia không gian rất là hay và hợp lý các bạn ạ. Ở đây có ở thang máy nhá. Rồi ngoài ra thì có một tầng 3 nữa đang để trống. Thì sau này sẽ để làm cái không gian tổ chức workshop. Ngoài cửa này là một cái vườn hoa thu nhỏ luôn. Đấy, không gian rất là thoáng, ánh sáng đẹp. Bạn mình có đến trước gọi cốc hồng trà này, chỉ có 45.000 thế còn cái bánh thì bao tiền? Bánh không mất tiền. Ôi, tặng bánh luôn, hay quá nhở. Vị của hồng trà như nào bạn? Uống có được không? Giờ mình sẽ đợi cốc cà phê 49.000 ra xem uống ngon không nhá. Rất kỳ vọng là pha có cả chút rượu ạ. Bây giờ xinh gái xinh gái. Đấy, đây là mẹ của chủ quán nhá. Xinh gái nhất quán luôn. Đây, cốc đắt nhất của mình đây. Đấy, nghe nói là cà phê pha với rượu. Pha với bằng một cái máy rất là đắt. 200 triệu. Đấy, tí mình sẽ uống thử xem nhá. Và được tặng kèm một chiếc bánh này. Trong dịp khai trương tặng kèm chiếc bánh này. Rồi, uống luôn. Không, uống kiểu này cho nó kiểu chân đất vào. Uống kiểu này nó chân đất chưa? Mỗi ngày thưởng thức một cốc đi. Quanh đây không chỗ nào quán nào có máy pha cà phê đắt thế. Thực ra mà với giá thành 49.000, 50.000 thì ok, ngon, sự là uống ngon đấy. Thì có thể là pha máy sao là nó sẽ có công thức. Có công thức gì đấy. Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi thấy uống rất là ngậy. Mình hợp với kiểu uống béo béo này, chứ còn uống mà đắng đắng mình không thích. Tôi thấy những cái chỗ ấy lớn, quán cà phê nổi tiếng đều có máy pha cà phê đắt. Nhưng mà thực sự mà 49.000 như này quá rẻ. Không phải bình thường uống phải tầm 70-80. 49.000 là quá rẻ luôn đấy.
các bạn có thời gian thì hãy ghé qua và trải nghiệm không gian đấy nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.